Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ đem đến cho mọi người một cái cây mà được rất là nhiều người trong giới văn phòng yêu thích và ở giới phong thủy về yêu thích cây cảnh thì các bạn cũng biết. Thì đây là cái cây hạnh phúc. Cây hạnh phúc này có điểm đặc biệt ở cái phần thân của nó được uốn rất là kỹ càng mọi người ạ. Cái phần thân của nó uốn rất là đẹp. Cái phần rễ thì nó sẽ ít hơn và chủ yếu là cái phần thân nó đã được uốn từ đa phần là từ cái phần rễ nó đi lên. Và cái phần nhánh lá của nó có khoảng 2 đến 3 nhánh rất là đẹp như thế này. Thì cây hạnh phúc này nó được làm một cái cây tiểu cảnh để bàn rất là đẹp mọi người ơi. Thì những cái video trước em đã giới thiệu với mọi người về cái giống hạnh phúc mà để bàn mini size nhỏ nhất và cái loại hạnh phúc thủy sinh. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người cái loại hạnh phúc thân uốn và nó to hơn cả hai cái loại hạnh phúc kia. Thì cái cây hạnh phúc nó có cái đặc điểm công dụng và ý nghĩa ra sao thì mọi người hãy cùng lắng nghe cái clip này nhé. Thì đây là một loại cây chịu được ánh nắng bán phần và không thích hợp với cái trời nắng gắt và có thể sống trong một cái môi trường thiếu sáng và nhờ cái ý nghĩa phong thủy mà nó được ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như là dùng làm cây để bàn này, cây trồng trong nhà hay là ở để phòng làm việc. Tuy nhiên nhưng mà cây hạnh phúc này thì có được trồng trong nhà thường có kích thước từ khoảng là 0,5 đến cho đến 1 mét. Thì cái cây này có chiều cao là khoảng tầm 60 cm nha mọi người. Thì cây này, cây hạnh phúc này nó có nguồn gốc bắt nguồn từ châu Âu, là một loài cây thân gỗ và có chiều cao trung bình từ một dạng mini cho đến cỡ size, cỡ trung, cỡ đại. Thì mini nó có size từ khoảng là tầm 40 cho đến 60 cm như thế này. Còn size cỡ trung nó có chiều cao khoảng 1 mét và size cỡ đại nó có thể lên tới 3 mét. Cây này thì nó có thân, nó có một cái màu nâu nhạt này, xù xì và có các cái màng bọc bên ngoài đấy mọi người thấy rõ đúng không? Thân khá là xù xì, cái màng bọc bên ngoài có màu nâu nhẹ, thì là nó có một cái màu xanh non đấy, cái lá non thì nó sẽ có một cái màu nhẹ và già dần thì cái màu xanh của nó đậm lên, nên mọc thường mọc xum xuê và thành các cái cây mà thành các cái cây và cái thân chính của nó. Cây và hoa hạnh phúc nó có một cái màu trắng kem, nhưng mà riêng đặc biệt đối với cái loài mini size như thế này thì hoa của nó thường khá là hiếm thấy và quả của nó cũng thường là sẽ không có. Thì cây này thì trồng trong nhà chủ yếu là để làm tiểu cảnh chơi lá thôi mọi người ạ. Vì cái loại cây thân gỗ này nên là cây hạnh phúc nó có tuổi thọ khá là lâu và sức sống khá là bền bỉ, dễ dàng chăm sóc trong nhà và mọi người trưng trong nhà được thì chơi được cái loại cây này cực kỳ là lâu thôi mọi người ơi. Thì cái cây hạnh phúc ấy với cái màu sắc chủ đạo là một cái màu xanh đậm nên là cái cây hạnh phúc là hợp nhất với là cái những người mà mệnh kim, những cái người thuộc mệnh kim mà trồng cây hạnh phúc trong nhà sẽ giúp cho họ cân bằng lại được cái cuộc sống này, gia đình sum vầy viên mãn. Ngoài ra ấy, trong tứ hành xung thì kim sinh thủy nên là cây hạnh phúc cũng cực kỳ hợp với những người mệnh thủy. Những người mệnh kim mà mệnh thủy trồng được cái cây hạnh phúc như thế này về thì sẽ được nhiều vận khí tài vận và may mắn. Mọi người thường thắc mắc thì cái cây hạnh phúc thường hợp với những cái tuổi nào thì trên thực tế nhờ vào cái màu xanh của lá, màu trắng của hoa nên trong 12 con giáp thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm là cái cây hạnh phúc này thuộc hợp với tất cả những cái con giáp trong 12 cái con giáp đó. Thì cây hạnh phúc ở đặt ở trong nhà mình này sẽ đem đến sự viên mãn này, may mắn, bình an và hạnh phúc cho những người thân yêu trong gia đình. Về ý nghĩa phong thủy của cái loài cây hạnh phúc này ý, mặc dù nó xuất xứ từ châu Âu nhưng mà ngày càng được phổ biến và trồng được rất là nhiều tại Việt Nam và được cực kỳ nhiều người yêu thích nhờ vào cái ý nghĩa của cái cây này. Cây hạnh phúc này còn mang ý nghĩa là phong thủy, mang đến niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và đầm ấm cho gia đình. Mọi người nên mua cho mình một cái cây hạnh phúc này và đặt trong nhà với mong ước là gia đình hạnh phúc sum vầy, êm ấm, hòa thuận. Cái cây này còn có rất là nhiều cái kích thước khác nhau giúp cho gia đình có thể lựa chọn trồng trong sân vườn, hiên nhà hay trên bàn làm việc, giúp có được sự may mắn và tài lộc, hanh thông trong công việc. Về tác dụng của cái cây hạnh phúc này thì cây hạnh phúc này chỉ là một cái loài cây cảnh giúp tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngôi nhà của bạn và mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được cái tác dụng đặc biệt của cái loài cây này. Thì cái cây hạnh phúc nó được coi là một cái cỗ máy lọc không khí mini
điều hòa không khí. Nếu như mà bạn đang tìm một cái cây xanh giúp có được không gian thoáng mát, dễ chịu này, điều hòa không khí, thì cái cây cải hạnh phúc chính là một cái cây ấy, là một cái ứng cử viên sáng giá mà bạn không nên bỏ qua. Với cái tán lá sum suê giúp cho không khí giảm thiểu được ô nhiễm này, giúp cho bạn có những cái không gian thư giãn rất là hiệu quả. Ngoài ra nó còn giúp cho tô điểm thêm không gian xanh của gia đình bạn này. Hiện nay những ngôi nhà hiện đại không chỉ được yêu thích ấy bởi những cái thiết kế mà còn bởi cái không gian thoáng mát, thoáng đãng này. Vì thế mà lựa chọn với những cái cây hạnh phúc có chiều cao từ khoảng 1 mét cho đến 1,5 mét trong nhà sẽ giúp cho gia chủ có được những cái không gian xanh mát này, đem đến những cái điểm riêng biệt cho ngôi nhà của mình, điều hòa cho không khí cho gia đình mình được thoáng đãng hơn. Ngoài ra ấy, cái cây này nó còn tượng trưng cho sự hạnh phúc, sự may mắn viên mãn và đầm ấm, nên em đã nói đúng như cái tên gọi của cây này thì là hạnh phúc. Thì nó mang ý nghĩa phong thủy, đó là sự sum họp này, quây quần bên nhau. Ngoài ra cái cây này còn đem đến rất nhiều nhiều vận may cho gia chủ, nhưng còn đem đến sự uy nghiêm, sự sang trọng và vận khí tốt cho gia chủ nữa. Ngoài những cái tác dụng ở trên thì cái cây này còn góp đến sự sang trọng hiện đại cho ngôi nhà của bạn rất là nhiều. Còn về cái cách trồng và chăm sóc cây hạnh phúc này thì em sẽ chỉ cho mọi người một vài cái tip về cái cách trồng của cây này. Về đất trồng ấy thì nên chọn những cái loại đất tơi xốp này có giá trị cao để cho cây có thể sinh trưởng và phát triển một cách tốt nhất. Và chọn cây thì mọi người nên chọn những cái cây có cái thân khỏe và to, cành cây mập mạp và không bị sâu bệnh. Những cái cây để bàn thì nên chọn những cái cây không bị vỡ bầu và còn có những cái cây kích thước lớn. Đó, mọi người có thể chọn những cái cây như thế. Về chọn vị trí đặt cây thì cái cây hạnh phúc này đặt ở trên bàn, kệ tủ, văn phòng, làm việc. Đối với những cái loại cây có kích thước nhỏ, mini, còn trồng ở trước nhà hay là trên ban công, ông trước hiên nhà thì nên chọn những cái cây cao từ khoảng 1,5 mét cho đến 3 mét là rất là thích hợp, đem đến nhiều mặt lợi về phong thủy. Đối với những cái cây trồng trong nhà ấy, thì vì đây là một loại cây thân gỗ lâu năm nên mà có thể lựa chọn những cái cây có kích thước từ khoảng 1 mét cho đến 1,5 mét này. Thân rễ cây khá là khỏe mạnh và trồng vào các chậu lớn, đặt trong những cái chậu sứ trắng hay là màu đen hay là bất kỳ cái màu nào mà hợp với mệnh của mọi người thì mọi người có thể lựa chọn và đặt ở trong nhà của mình, đem đến những cái sự may mắn này, tài lộc và sự sum vầy cho gia chủ. Còn về cách chăm sóc của cái cây này thì cũng cực kỳ dễ và đơn giản luôn mọi người ạ. Thì nó là một loại cây tân gỗ thì việc chăm sóc của nó rất là đơn giản, không quá quá cầu kỳ và nhiều cái loại cây cải khác. Như là về cái lượng nước ấy thì đối với cái cây mới trồng thì nên chọn nên là thường xuyên tưới nước này để đặt cây những có cái để cho cây có cái độ ẩm nhất định để phát triển. Khi đã bén rễ thì tưới nước cho đến 2 đến 5 ngày một lần và tùy vào thời tiết. Dinh dưỡng thì mọi người thường có thể bón thêm cho cây những cái loại phân tốt như cái phân NPK này trong khoảng từ 3 đến 6 tháng đầu thì không cần bón phân thêm phân, và sau khi cây phát triển được khoảng 6 tháng đến 1 năm thì mọi người nên bón thêm phân cho cây để cây có đủ các chất dinh dưỡng để có thể phát triển một cách tốt nhất. Về ánh sáng thì cây hạnh phúc là một cây nắng bán phần, vì thế về việc sinh trưởng và phát triển trong một môi trường vẫn có thể sinh trưởng trong một cái môi trường thiếu ánh nắng này, hoặc nếu trồng để bàn thì vẫn có thể để cây ra tắm nắng vào những buổi sáng và để thúc đẩy cho cây quang hợp và phát triển. Mọi người cũng nên thường xuyên lau lá cho cây để cây có khả năng quang hợp một cách tốt nhất, giảm thiểu được khói bụi trong gia đình của mình. Đó, cái cây này thì với giá cả của nó thì cũng rất là phải chăng, mọi người có thể mua với một cái giá dao động từ khoảng là 100 200 nghìn cho đến 300 tùy vào size cây mà mọi người lựa chọn. Đó, thì cái cây này bên em đang sẵn rất là nhiều với những cái thân uốn mập mạp và khỏe mạnh như thế này, mọi người cũng có thể thay chậu ổ cho cái cây này nữa. Thân của nó đây, lá của nó đang ra rất là nhiều và đẹp luôn mọi người. Mọi người hãy tới ngay showroom cây đời tại 39 Trần Bình, đối diện phường Mai Dịch ở Hà Nội ý.
thì shop em đang sẵn rất là nhiều những cái cây hạnh phúc hay là những cái cây khác như là cây phát tài phát lộc, cây kim tiền hay lưỡi hổ, những cái cây để bán mini đều rất là nhiều. Mọi người mua mua nhiều thì sẽ được nhiều ưu đãi và đặc biệt là được rất là nhiều những cái phần quà đặc biệt nữa. Thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ qua online em để trên màn hình hoặc là tới trực tiếp tại shop để có thể ring ngay cho mình một cái cây hạnh phúc đẹp như thế này nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye.